Gần đây, Liên minh ba bên Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thực hiện một bước đi chiến lược hướng tới việc xây dựng nên một bức tường thành chống lại các mối đe dọa chung từ Trung Quốc và Triều Tiên. Với bản thân ba nước, đây cũng là dịp gắn kết lại mối quan hệ liên minh vững chắc hơn. Hội nghị thượng đỉnh ba bên đã đặt nền móng lâu dài cho Mỹ, Hàn, Nhật hợp tác về an ninh, kinh tế, quân sự trong kỷ nguyên mới giữa các đồng minh. Sau khi liên minh AUKUS Mỹ, Anh, Úc ra đời, Trung Quốc phải đối mặt thêm một kẻ thù mạnh ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Lần này liên minh Mỹ, Nhật, Hàn hẳn là muốn học theo chiến lược của AUKUS, tận dụng lợi thế của từng nước, hòng bủa vây Trung Quốc chặt hơn nữa ngay trên chính sân nhà của mình, biển Hoa Đông. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tôi tổ chức ở trại David và tôi không thể nghĩ ra địa điểm nào phù hợp hơn để bắt đầu kỷ nguyên hợp tác mới. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18 tháng 8 đã nói như vậy trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại khu nghỉ dưỡng ở bang Maryland, nước Mỹ. Đáng chú ý, đây là chuyến thăm đầu tiên của các nhà lãnh đạo nước ngoài tới khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ kể từ năm 2015. Hội nghị thượng đỉnh ba bên lần này được trợ lý Nhà Trắng mô tả là kết quả của nỗ lực suốt 2 năm để giúp Hàn gắn quan hệ Nhật-Hàn sau nhiều thập kỷ băng giá. Sự kiện cũng đánh dấu khởi đầu cho điều mà Nhà Trắng hy vọng về hợp tác ba bên lâu dài nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc về an ninh và kinh tế, cũng như mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ba lãnh đạo đã đưa ra cam kết tham vấn, nhất trí rằng ba nước sẽ cùng nhau thảo luận để đưa ra phản ứng chung với mối đe dọa an ninh với bất cứ quốc gia nào. Thỏa thuận này nhằm đối phó với thách thức ngày càng tăng từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Song các quan chức ba nước đảm bảo đây không phải là hiệp ước phòng thủ tập thể giống như điều 5 của NATO. Một số kết quả khác gồm thỏa thuận tổ chức các cuộc họp thường niên của lãnh đạo ba nước, tăng cường hợp tác phòng thủ tên lửa đạn đạo và thiết lập đường dây nóng mới để giúp chính phủ ba bên liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Về an ninh kinh tế, ba lãnh đạo nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn để củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu với hệ thống cảnh báo sớm để ngăn tình trạng thiếu hụt công nghệ quan trọng. Ba nước cũng cam kết chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực về mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên, tăng cường an ninh mạng cũng như thúc đẩy hợp tác hỗ trợ phát triển cho khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Bên cạnh các hội nghị thượng đỉnh, các đồng minh sẽ tổ chức các cuộc họp hàng năm hoặc thường xuyên hơn giữa các cố vấn an ninh quốc gia và các bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng, tài chính và các bộ trưởng khác. Như vậy là Mỹ đang tiếp tục xây dựng một liên minh mạnh mẽ hơn, bổ sung thêm vào mạng lưới quan hệ đối tác. Đồng minh mà Mỹ đã có được từ Ấn Độ, Úc đến Đông Nam Á, có thể thấy chính quyền Biden đang kỳ vọng sẽ tạo ra được một hàng rào chống lại Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản chính là những mắt xích cực kỳ quan trọng ở Đông Á và Hoa Kỳ luôn phải giữ gìn. Bao lâu nay Bắc Kinh đã và đang phô trương sức mạnh bành trướng của mình đối với các quốc gia láng giềng, trong khi Triều Tiên đẩy mạnh chương trình tên lửa trong những năm gần đây và từ chối tiếp cận ngoại giao. Đó đều là những bài toán cực khó mà Hoa Kỳ không thể giải quyết một mình. Đó cũng là lý do vì sao ông Biden đang phải ngoảnh đầu về Đông Bắc Á và tìm kiếm một sự chia sẻ sâu sắc hơn từ hai đồng minh truyền thông quan trọng nhất châu Á của mình. Đây là một kỷ nguyên hợp tác mới, ông Biden nói trong cuộc họp báo trên khu rừng của trại David khi sánh vai bên cạnh các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, đây không phải là chuyện của một ngày, một tuần hay một tháng. Đây là khoảng thời gian hàng thập kỷ của các mối quan hệ mà chúng tôi đang xây dựng. Các quan chức Mỹ mô tả hội nghị thượng đỉnh lần này mang tính lịch sử vì những nỗ lực trước đây nhằm thúc đẩy Tokyo và Seoul hợp tác đã bị hủy hoại bởi sự thù địch kéo dài liên quan đến việc Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc. Đó là một mối thù hằn cũ vốn đã kết thúc sau Thế chiến II. Đó là chưa kể tranh chấp chủ quyền giữa Hàn Quốc và Nhật Bản liên quan đến đảo Dokkudo Takeshima. Song từ khi Trung Quốc tăng cường đe dọa, cưỡng ép các nước láng giềng thì Hàn Nhật đã cố gắng gác lại oán thù để cùng nhau hướng tới một kỷ nguyên mới. Hồi tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã tới thăm Hàn Quốc trong 2 ngày để làm ấm lại mối quan hệ giữa hai đồng minh hàng đầu của Mỹ. Hai bên nhất trí nối lại hoạt động ngoại giao con thoi, đồng nghĩa với việc các chuyến thăm định kỳ thường xuyên giữa các lãnh đạo hai nước từ đây sẽ được tiến hành. Các vấn đề liên quan đến quốc tế như hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, hợp tác an ninh, v.v. đã được thống nhất.
Các vấn đề nhận thức lịch sử được cho là cũng có dấu hiệu tốt lên, mặc dù chưa có biện pháp cụ thể nào. Ông Biden đã lên tiếng ca ngợi hai ông Jun và Kishida vì đã thể hiện lòng dũng cảm chính trị trong việc hàn gắn quan hệ song phương. Chưa bao giờ Mỹ, Nhật, Hàn lại ở gần nhau đến thế, bởi trong quá khứ, Mỹ luôn phải là bên đứng giữa dàn xếp mâu thuẫn giữa những người bạn của mình. Dù trong những tuyên bố công khai, quan chức chính quyền Biden cho biết sự hợp tác mới không nhằm vào Trung Quốc mà nhằm củng cố một liên minh quan trọng đối với an ninh của ba nước. Song đằng sau hậu trường mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Các quan chức Mỹ cho rằng những hành động ngày càng gia tăng của Bắc Kinh ở các vùng biển từ Nhật Bản đến Đài Loan và Philippines chỉ giúp thay đổi thái độ ở Seoul và Tokyo. Tiến sĩ Patrick Running, Chủ tịch về An ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ, cho rằng hợp tác ba bên hiện nay chưa phải là một liên minh chính thức hay an ninh tập thể, nhưng đang tiến gần đến điều đó. Rob Rushen, một nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, người đã phục vụ nhiều chuyến công du tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cho biết điều đó mang đến một thông điệp và ấn tượng mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ có những người bạn rất có năng lực. Victor Cha, giáo sư đại học Georgetown và từng là trợ lý về Đông Á dưới thời cựu tổng thống George Bush, cho biết những cam kết mới khiến quan hệ Mỹ-Nhật-Hàn tương đương với liên minh quân sự ba bên mới. Ông nói ba nước sẽ không gọi mối quan hệ này như vậy, nhưng bản chất của nó là như vậy. Giới quan sát thêm rằng tuyên bố chung của ba nước cũng chỉ trích những hành vi nguy hiểm của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi Mỹ thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải, và biển Hoa Đông, nơi Bắc Kinh và Tokyo tranh chấp chủ quyền nhóm đảo Senkaku điếu ngư. Hàn Quốc trước đây thường ngần ngại chỉ trích công khai Trung Quốc. Sau những nhiệm kỳ của ông Jun, Seoul đã thể hiện lập trường cứng rắn hơn và sẵn sàng lên tiếng trước các hành động của Bắc Kinh. Triều Tiên đã mang đến thêm nhiều mối lo với an ninh khu vực khi liên tục bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong năm nay. Tình báo Hàn Quốc công bố trước Quốc hội trong tuần này rằng Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một vụ phóng ICBM có thể xảy ra trùng với ngày Quốc khánh. Sự bất cẩn của Bình Nhưỡng luôn khiến Seoul bất an, bởi về lý thuyết đôi bên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh. Chưa có một hiệp ước nào đảm bảo một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, và chính vì thế, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ở một phương diện khác, Hàn Quốc và Nhật Bản có mối quan hệ thương mại chặt chẽ với Trung Quốc. Điều đó cũng hạn chế việc họ sẵn sàng công khai liên kết chống lại Bắc Kinh. Ngoại giới cho biết những giới hạn đó bao gồm cả vấn đề hợp tác quân sự của họ đối với Đài Loan, hòn đảo Dân Chủ và đối tác của Hoa Kỳ mà Bắc Kinh đã đe dọa sẽ thôn tính bằng vũ lực. Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Biden, nói với các phóng viên rằng ba nước chưa đồng ý với một thỏa thuận phòng thủ chung, chính thức cam kết mỗi bên sẽ bảo vệ bên kia, như trong NATO. Thay vào đó, cả ba đồng ý tăng cường tham vấn về các mối đe dọa an ninh và cam kết thiết lập một đường dây nóng ba chiều mới. Ông Sullivan cũng bác bỏ những lời chỉ trích từ Trung Quốc rằng các quốc gia đang hướng tới một phiên bản NATO Đông Á. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng hội nghị thượng đỉnh này, sự hợp tác này không chống lại bất kỳ ai. Đó là vì một tầm nhìn về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, an toàn và thịnh vượng. Hội nghị thượng đỉnh này không phải về Trung Quốc, ông Biden nói với các phóng viên. Mặc dù ông cho biết ba nhà lãnh đạo đã thảo luận về Bắc Kinh, Biden cũng cho biết ông có kế hoạch nói chuyện với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào mùa thu này, sau cuộc gặp vào tháng 11 năm ngoái. Hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch từ lâu. Ông Biden ngay từ khi nhậm chức đầu năm 2021 đã xác định cần phải cải thiện quan hệ Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như cho rằng quan hệ đối tác ba bên sẽ trở thành xương sống của liên minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo giới chức Mỹ. Hợp tác ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản là một phần quan trọng trong mạng lưới quan hệ đa phương mà chính quyền ông Biden đang phát triển, nhằm duy trì cái mà Mỹ và đồng minh gọi là Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tuy nhiên, nỗ lực này vấp phải nhiều trở ngại khi Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn bất đồng về các vấn đề lịch sử liên quan đến cáo buộc lao động cưỡng bức trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Căng thẳng từng dâng cao đến mức Nhật Bản hồi tháng 7 năm 2019 áp hạn chế xuất khẩu một số vật liệu công nghệ cao mà Seoul cần để sản xuất chất bán dẫn và màn hình điện tử, cũng như siết chặt về thương mại khi xóa tên Hàn Quốc khỏi danh sách trắng, được miễn trừ tối đa hạn chế thương mại. Hàn Quốc đáp trả bằng cách quyết định chấm dứt thỏa thuận an ninh chung về thông tin quân sự GSOMIA một tháng sau đó, bất chấp phản đối từ Nhật Bản và Mỹ. Khi quan hệ Hàn-Nhật được hàn gắn,
Nó đã tạo ra tiền đề để Mỹ tổ chức Thượng đỉnh Ba Bên nhằm bổ sung chất keo gắn kết lâu dài cho quan hệ vừa được hàn gắn giữa hai đồng minh thân cận nhất tại Đông Á. Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại địa điểm mang tính biểu tượng Trại David là nơi ghi dấu Hiệp định Hòa bình lịch sử năm 1978 giữa Israel và Ai Cập. Ông Biden muốn Seoul và Tokyo vượt qua nhiều thập kỷ rạn nứt để hướng tới tình bạn mới và cùng nhau chống lại những đối thủ cạnh tranh chung như Trung Quốc, Triều Tiên. Bắc Kinh từ lâu chỉ trích nỗ lực tập hợp đồng minh và đối tác của chính quyền Tổng thống Biden. Họ gọi hội nghị thượng đỉnh ngày 18 tháng 8 và các sáng kiến đa phương giữa Mỹ và Nhật Bản, Hàn Quốc là động thái tạo ra NATO thu nhỏ hay NATO ở châu Á. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 18 tháng 8 nói, không quốc gia nào tìm kiếm an ninh của riêng mình bằng cách đánh đổi lợi ích an ninh của nước khác và hòa bình ổn định của khu vực. Thêm rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương không nên bị biến thành sân chơi cạnh tranh địa chính trị. Trong hai năm qua, Mỹ đã tăng cường xây dựng liên minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nâng cấp quan hệ đối tác bộ tứ với Ấn Độ, Nhật Bản và Australia. Washington cũng nhất trí thỏa thuận AUKUS với Anh và Australia để cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Canberra. Mỹ cũng tăng cường quan hệ với Ấn Độ và Philippines, đồng thời cùng Hàn Quốc thiết lập khung tham vấn về kế hoạch ứng phó nguy cơ Triều Tiên tấn công hạt nhân. Nhật Bản đã từ chối tham gia nhóm tư vấn hạt nhân do ông Biden và ông Sun thiết lập. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề sau cánh cửa phòng họp. Trong cuộc họp báo chung ngày 18 tháng 8, cả ba lãnh đạo đã thể hiện lập trường thống nhất. Hội nghị thượng đỉnh cũng là đỉnh cao của nhiều năm tăng cường ngoại giao giữa chính quyền Biden và các quan chức ở Seoul và Tokyo. Ông Biden đã ưu tiên quan hệ với hai nước đồng minh khi mời các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc như những vị khách đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông Biden cũng đã tới Seoul và Tokyo, thường xuyên gặp gỡ các quan chức hàng đầu của hai nước này. Thỏa thuận mới được đưa ra trước cuộc bầu cử năm 2024, trong đó Biden sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Cựu Tổng thống Donald Trump hiện là ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua sơ bộ của đảng Cộng Hòa. Cuộc bầu cử khiến nhiều nhà lãnh đạo thế giới lo lắng rằng nếu ông Biden không tái đắc cử, các liên minh quan trọng trên toàn cầu có thể bị ảnh hưởng. Trong thời gian chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ, Nhật, Hàn, các quan chức Mỹ đã chỉ ra sự kiện này cũng như việc khôi phục quan hệ quốc phòng với Philippines và hiệp ước an ninh với Úc và Anh là bằng chứng cho thấy Washington cam kết lâu dài với khu vực. Rahm Emanuel, đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản tự hào khẳng định, thông điệp của chúng tôi là, chúng tôi là một cường quốc và sự hiện diện lâu dài ở Thái Bình Dương và bạn có thể đặt cược lâu dài vào nước Mỹ. Và đến đây, chương trình của chúng tôi xin phép tạm dừng. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để cùng thảo luận với chúng tôi. Hy vọng quý vị đã yêu thích video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.